vay thấu chi không có tài sản bảo đảm BIDV. Sản phẩm vay thấu chi không có tài sản bảo đảm là hình thức BIDV cho khách hàng được chi số tiền vượt qua số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của mình, mở tại BIDV. Lãi suất 11,9% một năm. Vay tối đa 100 triệu. Thu nhập tối thiểu 7 triệu. Thời hạn vay tối đa 12 tháng. Đặc điểm và lợi ích khi vay thấu chi không có tài sản bảo đảm tại ngân hàng BIDV. Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng. Lãi suất hợp lý và phí cấp hạn mức thấp. Không yêu cầu tài sản thế chấp. Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản tại tất cả các quầy giao dịch, các máy ATM, POS 24/7 của BIDV và của các ngân hàng khác tham gia hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC. Hạn mức thấu chi, tối đa lên đến 100 triệu. Thời hạn hạn mức, tối đa 12 tháng. Phương thức trả nợ, nợ gốc được tự động trả ngay sau khi tài khoản tiền gửi của khách hàng phát sinh giao dịch ghi có, nợ lãi được trả một lần vào ngày 27 mỗi tháng. Điều kiện để vay thấu chi không có tài sản bảo đảm tại ngân hàng BIDV, tuổi từ 18 đến 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Riêng khách hàng làm việc trong lĩnh vực đặc thù như quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, giáo sư, phù hợp với độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên cùng tỉnh, thành phố với chi nhánh cho vay hoặc làm việc thường xuyên tại tỉnh, thành phố chi nhánh cho vay và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn giáp danh chi nhánh cho vay. Có thu nhập thường xuyên và ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn. Thủ tục và hồ sơ vay thấu chi không có tài sản bảo đảm tại ngân hàng BIDV. Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BIDV. Bản photo chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bản photo hộ khẩu thường trú, tạm trú. Bản photo hợp đồng lao động, quyết định biên chế hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương như quyết định điều động công tác, quyết định chuyển ngạch công chức. Sao kê tài khoản trả lương tối thiểu 3 tháng gần nhất, bảng lương đối với khách hàng không trả lương qua BIDV. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.